rồi. Rồi gấp không? Gấp. Nè mình hôm nay là đi đi đường này không nào, đường nào không nào, xong rồi đi xe nè, giờ xong mình sẽ đi lên hướng bên trên phố nè. Giờ anh em mình chuẩn bị đi nha, thôi nha. Rồi. Yeah. Lên đường anh em ơi. Lên đường cả nhà. Đi luôn nghe cả nhà. Sức khỏe cả nhà ơi. Dẫn đường là quăng cả nhà. Xanh luôn anh em ơi. Rồi anh em mày bị bất ngờ quá anh em ơi. Còn khỏi nó đây, chừng nó chạy đó. Khỏi nó chạy quá rồi kìa. Thì tài xế với anh với Khánh đang ké bất ngờ quá rồi kìa. Rồi giúp cho đó rồi. Chính tài xế. Rồi, tài xế lụm đường cầu xanh này cả nhà. Quá dữ. Con đầu tiên của anh em mình nha. Đang bắt mưa. Giờ anh em mà kiếm chỗ đục mưa cả nhà. Rồi, vô rộng luôn. Vô rộng. Ủa, anh em rộng rồi. Rộng rồi. Rộng vô học. Hôm nay nè, hồi xưa anh em mình so cò với năm rộng tại vì đi sang giặc bỏ dục mưa anh em ơi. Quá không mưa đi. Mốt mình mốt tới mùa cò tới nhiều anh em mình lộng luôn cái kêu là gì ta? Một cái bao á. Cái bao vỏ đủ anh em ơi. Đây. Đây. Anh đang kéo ước mình luôn cả nhà. Mới mới đi nãy giờ nửa tiếng được con cò xanh anh em. Ok. Rồi, vô học mũi luôn anh em ơi. Rồi. Tiếp tục anh em ơi. Lúng tới gáo luôn. Có y bắn lửa. Có fire. Trời nó bự. Có hương. Có hương hả? Có hương anh em. Rồi quăng xuống luôn. Thôi chạy lúng. Tới gáo rồi. Đang lạnh kiểu này chết đâu. Ủa sao chỗ này mà vậy mà lúng vậy trời? Chỗ này cái bãi. Bãi rồi. Ok. Có hương anh em. Tiếp tục là em cò hương bưng bưng. Một em cò lửa. Ôi nặng ha. Rồi cò hương mà. Nặng á. Con này ngon à. Con này thịt thì béo bở coi nói rồi em ơi. Ok,
Ok, vào rộng thôi nha anh em. Được rồi, được anh em ơi. Vô. Bây giờ anh em mình chưa có nhạc cho nó thì buồn. Rồi. Trời trời, nó mạnh. Ở đây đâu giật đang bay. Đó rồi, chuyện ở đâu? Trời ơi, trời. Nay xu tới gáo rồi. Giật kéo được không á? Má đang bay bụp 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 vô đất đó. Rồi, đang là bơi về chắc cú rồi. Cứu, cứu. Còn lại thôi nó nè. Này xu dưới chạy. Vô phơm làng sao bắn, chạy được bắn đúng chỗ là bắn ngay đường cổ mà dữ vậy sao đúng không, bắn đúng chỗ là bắn ngay đường cổ lắm đây rồi tập anh em ơi. Rồi anh em quá đẹp. Bây giờ ngồi nhiều quá bây giờ bị đứng lên không nổi luôn chạy. Hôm nay anh em bị kiểu như nước này lớn lẹo quá anh em ơi. Hôm nay không có dẹt. Hôm nay nước lớn lẹo quá không có dẹt anh em ơi. Quá tiếc nối hôm nay. Anh em mình vừa đi ra đi sang là nước nó vừa lớn luôn. Nhưng mà anh em mình bắn dẹt hôm nay là nó bị ôm be hơi bị nhiều quá. Ôm be ghe. Anh em mình bắn được nãy giờ cũng lát hồi vô quả đây nè. Anh em mình xem anh em hiện tại anh em đang về nha anh em. Giờ anh em mình sẽ bỏ vô hồng mũi nha anh em. Ok. Dạ anh em mình vậy nha. Ok. Anh em ơi mình bỏ mũi nha. Có bắn stream không? Thôi đủ ăn à, khỏi bắn chim đi. Rồi. Ủa sao đứng dân chí thấy cứ trôi đầy sông. Đứng dân chí thấy cứ trôi đầy sông. Thì nhìn ra ngoài kia trời với giới cứ trôi ôm thùm. Thì ra đằng kia có một cầu tiêu. Trông gắn chưa? Trông gắn chưa? Chưa trông gắn nữa. Kiểm tra không gắn lại coi. Giỡn người. Giỡn người. Ta để dành tôi ông. Gió vô đâu bụng luôn á. Ta để dành tôi ông. Rớt. Chúng mày. Rồi rớt luôn. Rồi ngay đầu rồi. Mày bay mày dưới tao lá mày. Ngay đầu rồi. Ghe đi ghe lụm đi. Rớt nè anh em. Tiếp tục là một em cò xanh nữa nha. Một xanh cò em. Mà hôm nay nói chung là không được dạt nhưng mà cũng may mắn là được cò xanh nha anh em ơi. Hồi mớm mày. Chết tại chỗ. Bắn đúng chỗ là chết ngay tại chỗ luôn nha anh em. Bắn đúng chỗ luôn á. Ây da, giờ đứng không nổi luôn. Đây. Đây em ơi. Cái chân đạp điện thoại á. Đây, đứng đứng lịch nha. Rồi vô luôn anh em ơi. Đây là cũng được 4 con nha anh em. Mở nước lớn á thì anh em hên nhờ được cò xanh nha anh em. Rồi. Không cũng lỏ một khúc luôn mày. Không là lỏ một khúc luôn. Giờ coi. Nãy dám nữa hết xăng này là anh em mình xin được xăng về không phải là ở ngoài sông luôn rồi anh em ơi. Hay là xin được xăng không phải ở sông thì được.
mới mổ đẻ rồi. Đây. Anh em cũng về tới nhà luôn nha anh em. Giờ, anh em mình cũng mắc hết một trận khá là lớn rồi, anh em giờ ướp đậu nha. Giờ, hiện tại là anh em bắn được 4 con cò nha, 3 con cò xanh và 1 con cò hương nha anh em. Hôm nay đi kiếm dẹt. Mà nhưng mà tại vì quá. Nước nó không thuận lợi cho việc bắn dẹt. Dẹt rất là ít. Thấy là nó bay. Nói chung là xung... có cũng bắn được mấy con mà là âm bi không nha. Âm bi không nha. Con dạc 2 giò đồng hồng. Con dạc anh cả nhà thấy con dạc là mình bắn 3 viên mà nó không si rồi nha. Rồi anh em mình cũng xuống lại nhau lông và anh em mình sẽ làm ẩm thực cho nghe cùng xem. Hôm nay anh em mình sẽ không nhậu nha. Nhậu có hại sức khỏe anh em nên không nhậu. Rồi ok, anh em sẽ nhau lông. Ok. Anh hôm nay anh em mình lại tiếp tục với món cò xào sả ớt cái nhà. Ăn cơm cả nhà. Tục cái món cò xào sả ớt. 4 con cò cả nhà. Cũng được một chảo này thôi. Đâu ít đâu. Quá nhiều luôn. Nhìn díp quá. Anh kéo là đầu bếp nha, bếp trưởng nha. Tính này nghe anh em. Tính này anh em. Đúng rồi anh em ơi. Sẽ mới mình nắm đi. Để cơm ra cho bộ. Thôi. Mời anh em dùng cơm với anh em tụi mình nha. Dùng cơm anh em. Món quen thuộc của anh em tụi mình, cò xào sả ớt, món huyền thoại. Anh em nào có giao lưu xuống đây anh em mình sẽ xào cái món này, món dùng quyền thoại của anh em của mình, món nướng và món xào. Nướng thì nhậu mà xào ăn cơm rồi nha. Đúng rồi. Đúng bài. Xào giống nhau luôn. Xào giống nhau luôn. Rồi mà anh em cục thịt luôn anh em ơi. Dùng ăn cơm cho nó no đi. Thịt cò cò xanh. Cò xanh. Gan. Gan à? Còn này không biết con còi gì nữa. Tại vì có cò xanh với cò hương cả nhà. Không biết cái gan không của cò này. Bữa nay là mình ăn cò xanh á. Nói chung là gan cò đi. Không ăn màu cò nữa. Có cò nữa lắm nhưng mà nói chung là cò xanh á. Cò xanh nó nhiều hơn mà. Nè cò xanh thịt rồi. Thịt cũng ngon cái này. Thịt nhiều thịt bò anh ơi. Canh thơm, thịt thơm. Mình đi ai qua đói. Với chén cơm lạnh gì, ăn gì hết. Rồi, mời cái nhà cò này nghe nha. Cũng 4 con một chảo ít đâu. 4 con chảo mà cũng 1 con cũng chảo à. Mời nhà cà pháo không nha. Đây, cà pháo vừa thử coi. Đó thì gan cả nhà. Gan với thịt cò. Mà cà pháo ăn nó đổ bụp bụp bụp. Cũng như pháo hả? Cà pháo chén miệng cái nha. Nghe kho hay mặn ha. Không gì à. Dạ. Rồi cái chảo này là trộn. Ăn xong cái trộn cơm thì hết bài rồi. Chảo. Kiểm giảm.